Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể nhân dân, hàng năm trong đêm hội báo bản, nét sinh hoạt văn hóa không thể thiếu trong chương trình lễ hội, đó là chợ đêm họp tại cổng đình để bán các món ăn và các loại bánh truyền thống, phục vụ cho con em trong làng và khách du xuân, cùng thưởng thức ẩm thực, cùng tận hưởng không khí nhộn nhịp và tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong lễ hội mùa xuân. Là người con của làng, mỗi khi về chợ cổng đình, trong lòng lại ùa về những cảm xúc thật khó tả, tự hào, gần gũi mà thân quen. Ông Nguyễn Ngọc Bích đã gửi trọn cảm xúc của mình qua bài thơ Chợ Cổng Đình. Bài thơ đã được ông Nguyễn Gia Định phổ nhạc đầy tâm huyết, cùng góp phần giữ gìn nét văn hóa truyền thống của quê hương làng Nội Tê Ta. Sau đây, xin kính mời quý vị cùng thưởng thức tiết mục Chợ Cổng Đình vô cùng đặc sắc do các thành viên trong câu lạc bộ ca múa nhạc làng Nộn Khê biểu diễn. Dù nhau về chợ cổng đình, chợ nghĩa chợ tình gợi nhớ mẹ cha cổng đình. Bánh đúc bánh đà, bán cái đậm đà, mua cái vẫn vừa. Chợ cổng đình lễ hội đầu xuân, bao nhiêu ký ức tràn về trong tôi. Cổng đình